Cả nó. Cả 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 cả. Cứ thẳng thôi được. Cứ thẳng quay đó. Xuống một tí nữa. Đấy. Ui ui rồi. Ui giời. Cái này không bằng anh rồi. Không kiểu kiểu. Đây. Tầm gần 2 phút nó mới bỏ ấy. Như anh vẫn lấy lại có đi đẹp đây. Chứ to là tay cũng không dung rồi, dung rồi, dung. Được 1 phút rồi, được 1 phút rồi. Đúng rồi, được 1 phút rồi. Nghe phù 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 nghe rất kiểu chuyên nghiệp nhá. Ê, sao? Nghe rất kiểu chuyên nghiệp đấy nhỉ. Ê, thử thách cầm mỗi cái phích nước trong ba bật chuyên làm những việc người khác không làm được. Không có nước mà thế thì chứ. Đúng rồi, hết nước thì em nước mẹ mới lặn rồi. 3 phút là cũng là một thử thách tương đối chuyên nghiệp. 2 phút rưỡi rồi. Không người tay không quá. Ai làm thì ai biết mà. Nhìn lâu ghê, mới được 1 phút này. Lâu, trần phết này. Lâu lắm. 20 giây rồi. Đấy, 20 giây rồi, tâm đi. Sao có lười mãi. Như là tiếng sao hỏi cảm giác sao có đau tay không biết. Anh là tập bắn súng ca 54. Thầy bắt ke tay mỗi 2 phút thôi đấy. Kinh nghiệm phết nhỉ. Bắt đầu mồm như một thằng lằn rồi đấy. Như một thằng lằn rồi. Chí là rồi, làm là không đơn giản đâu, không đơn giản. Có biết anh là không đơn giản như nào? Anh thử thôi. 2 phút rồi, cố lên em ơi, 2 phút rồi, cố lên. Ôi mặt này chắc là 2 phút rồi. Ôi giời, chuẩn bị đổi. Đừng nói cười, đầu tiên ăn đĩa rồi. Chưa. Hàng không được 3 phút. Hải chuyên làm được những người gì người khác không làm được. Nói một câu là như thế. Được, chắc là được 3 phút đấy. Là được 3 phút đấy em ơi, cố gắng lên. Nhưng mà như này là hơi ưỡn rồi. Ưỡn đâu không? Ôi dồi ôi dồi. Hỏng nữa.